Đậu mâm, sầu riêng. À. Cái xô này là xô gì đây? Đem lên. Đây, hôm nay bắt đầu là tới cử tạo mầm thứ hai mọi người. Đây lá nè, máy móc chổng hả? Sang Nam ơi, thuốc Nam ơi, thuốc gì đâu em hử hoài mà đâu có gì đó, ba đầu quỷ này đâu sợ chết đúng không? Thôi khỏi đi, khỏi gì đâu sợ, thuốc sâu còn liếm được mà. Lăng nè, 89 nè, 16-10 MKB nè, thuốc gầy nè, rồi cái gì lăng lạnh 007 nè. Pha này con Phi đó hả? Bịch này mới làm phần nữa hả? Làm phần nữa. Dục em mời bay lên cho em ấy. Rồi 16-10 1 ký. MKB gầy với lăng rồi. 16-10 chưa đó. Gì? Nay dàn lá đứng rồi nha. Đọt đứng rồi. Xịt có một cứ đứng rồi luôn rồi. Không đứng thì mình đứng. Ừ. Cái đó nhỏ mẹ đi giá giữ năm sau. Rồi nó đánh mình nó xíu. Lăng lạnh nửa chai. Nhắm chừng hả? Trời 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 ơi, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mồ phạt. Sợ vô tay đó vậy. Thôi coi em không dám nói. Ê 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 ê. Đổ vô thùng đi. Đổ vô Phi nhanh đi. Đưa cái chai đây đổ bây giờ. Thì đổ đại nửa chai vô Phi luôn đi. Chơi đại chai luôn đi nhăn ơi. Nhăn. Thôi ông nội ơi, đặng mày đem thuốc cho nó vậy. Được chưa? Được rồi. Trời ơi, bởi vì thấy không, nhà vườn là chơi là kiểu hình thức mà cảm tính thôi. Chứ không có kiểu hình thức mà đo cống cống đâu, mình nói thật chắc là CC chứ mình thấy rồi. Cứ cảm tính thôi. Đủ rồi đó. Ok chưa? Đủ rồi. Rồi vô nước. À. Đây là xịt tạo mầm hả gia. Hai nha mọi người. Rồi sầu riêng nè. Thuốc tạo mầm của bên Nam nè. 16
10 MKB lăn 89 nè, dây lăn lạnh nè. Đó, thì hôm nay là tới cửa hai thì mình cũng vô để quay thử, quay cho mọi người về cái công thức mà mình sản xuất tạo mầm nha. Thì vườn này là vườn cây tơ, thành ra là Nam chỉ xài là 1 ký, em 1 ký 16-10-10 với một gói lăn 89 với nửa ký MKB với nửa chai lăn lạnh là cho một phi nha. Tại vườn này vườn cây tơ, còn đối trường hợp những vườn cây già thì mình sẽ có cái công thức khác nha. Tại vì mỗi vườn thì sẽ có những cái công thức riêng, không có vườn nào giống như vườn nào. Tại vì mỗi cây thì đặc tính sinh lý của cây nó khác, như chẳng hạn là cây tơ, cây già thì nó sẽ có cái liều lượng công thức tạo mầm nó sẽ khác nhau. Nè. Thì xịt tạo mầm thì trong quá trình xịt tạo mầm thì Nam cũng khuyên tất cả quý nhà vườn chúng ta nha, chúng ta xịt vào buổi sáng sớm nó sẽ hay hơn. Khi mà lá, mặt lá của chúng ta nó khô lại đó, nó gáo lại đó thì chúng ta đem ra chúng ta xịt là vừa rồi. Còn chúng ta xịt vào cái giai đoạn mà gọi là hơi trưa đó thì nói chung cũng được, nhưng mà nó gió hơi nhiều quá, nó táp thuốc này nọ, cái mình xịt nó sẽ vô trong mình nó nhiều hơn. Như này thì mình xịt là vậy, giai đoạn này á là cũng 9:30 rồi, 9:30 sáng rồi nè. Thì giờ này là xịt là gió nó bắt đầu nó chớm mà nè. Đó, thì nó thuốc nó sẽ tạp vô mắt mình, vô mặt mình nó nhiều hơn. Bên ra mình xịt là thời gian mà đứng gió nó sẽ hay hơn. Nè. Vườn sầu riêng này là khoảng cây này 4 năm. Thì ngày hôm nay là tới tuổi để mình cho nó sinh sản được rồi. Cây nói chung là vườn này thì vườn ở Đìa Sòi, Hậu Giang. Thì vườn này thì cũng đang hiện tại giờ là chăm sóc theo cái hướng quy trình của bên Nam. Thì ảnh mua chỗ vật tư nông nghiệp Minh Đức nha. Anh chỗ đại lý Minh Đức thì cung cấp sản phẩm đầy đủ cho quý nhà vườn chúng ta, về sầu riêng, về mít hay gì đó, trên tất cả loại cây trồng luôn. Hôm nay tạo mầm cử 2 nha mọi người. Này là tạo mầm sầu riêng đó, cử 2. Thì cử 1 với cử 2 thì mình xịt sao cho nó ướt ở trong mặt trong với mặt ngoài lá luôn, nghĩa là ướt ở trong thân luôn. Tại vì cái tạo mầm thì bắt buộc là mình phải xịt cho nó kỹ, ướt đều hết toàn bộ. Thì trong cái quá trình mà mình làm mầm á thì mình cũng cho anh chủ nhà vườn á là tứ xô tạo mầm xong rồi. Đó, tứ xô tạo mầm này nọ hết rồi, bắt đầu lên cử tạo mầm thứ 1 rồi. Bắt đầu là bữa nay là lên cử tạo mầm thứ 2. Thì khi xịt cử tạo mầm thứ 2 xong rồi á thì cỡ khoảng tầm khoảng từ 6-7 ngày sau thì bắt đầu mình sẽ lên cực nhẹ cử bạc lo. Đó, thì lên bạc lo xong rồi là bắt đầu tiến hành là bắt đầu là mình sẽ 4 ngày sau mình sẽ cắt bơ nha. Cắt cành bơ. Rồi bắt đầu xong rồi mình sẽ kích thích mắt cua. Đó. Thì cái quy trình thì Nam cũng có làm những video về cái quy trình xử lý làm bông sầu riêng á. Thì để nữa Nam sẽ cập nhật thêm những cái video như cái vườn này gửi đến tất cả mọi người nha. Thì xịt làm bông sầu riêng á thì Nam cũng chia sẻ luôn là mình phải xịt cho nó thiệt là kỹ. Trong cái quá trình làm mầm này á là nó rất là kỹ cho nhà vườn chúng ta. Ví dụ như chúng ta xịt sâu gầy á thì nhiều khi nó sẽ hơi lọt hơn chút, nhưng mà đặc biệt xịt tạo mầm á thì chúng ta xịt phải ướt ngoài lá nè, rồi mình ướt ở trong cái thân, cái cành luôn đó của cái cây sầu riêng, để cho nó hấp thụ được cái lượng tạo mầm của chúng ta, để sau này nó ra được cái lượng mắc cua cho đều hơn. Thì ở đây thì Nam chia sẻ cho quý nhà vườn chúng ta thì vườn này là vườn ghi 6 nha. Vườn này là cây tơ, cây này được 4 năm. Thì Nam cũng chia sẻ về cái vấn đề là kỹ thuật này nọ thì rất là nhiều về video của cái vườn này. Thì ngày hôm nay sẵn tiện tới ngày hôm nay làm bông thì Nam cũng trực tiếp vô để Nam quay những cái clip như thế này để gửi đến tất cả quý nhà vườn chúng ta nha. Ướt nè, thấy chưa, xịt làm bông sầu riêng mà mình phải kỹ, ướt nó nhiễu lọt đạp gì nè.